mình là nhà trẻ mà chứ nếu bây giờ mỗi lúc ta này sẽ làm việc nhiều cha mua gì ra nào mà nó ra nó sẽ được con này sẽ nói là nó sẽ đi anh ấy nhớ con này nói trên lớp vậy này mỗi lúc ta tới nhà cô trên nhà bà mẹ xem thì cái này nhà này cháu này quê trên đánh vào nhà chị cái này miền trung trên nhà cả đó nếu bây giờ mà tống ra đi cái gì sang đi cái gì sẽ ra cháu đi cái gì phải này hay chẳng có biết mà tống ra tống đi cái gì sang đi cái gì cô ra đi cái gì phải này hay nè mình đã lấy nhiều mà tống ra đi cái gì sang đi cái gì sẽ ra cháu đi cái gì phải này hay đồ phía cha bà đấy thì cái nên nhà này cháu này khỏe chạy mỗi lúc ta chỗ mà phải nhà xí đẹp bò nhá tao bảo bên này bên này bên lá bên này ở mà thấy nhà này ngày mà thấy nhà tiền tiền phía chỗ này bà đấy nhưng mà này ngày mùa mà cả đâu nhưng mà này ngày ao bãi này tao rồi mà thấy nhà này ngày phía chỗ này bị cha này tao rồi mà thấy nhà tiền này mà thấy chỗ này là cô tuổi bà đấy bên lá bên này ở trên này cả đâu tao bảo bên này bên này bên lá bên này ở mà thấy nhà này ngày mà thấy nhà tiền tiền phía chỗ này bà đấy nhưng mà bên này bên mà lại nên ngày mà tiền tiền xí bà mẹ lại miệng mà miệng mà cái người đi sau này cái lúc bên này bên đâu mà lấy về mà con đã bị cái xí này mà đấy mình đã phải một đại gia đi khai mang cho miệng mà cái chuyện miệng này mà này à xây xây sau cái này ta gì ở trên bãi này chuyện miệng này đâu mà này à chơi chơi này rồi khai miệng này mình đi lại đi ta gì này chuyện miệng này miệng bãi đâu mà này à qua cha mồi à bi sau cái này ta gì à bãi mà quên này ta gì này bi rồi chuyện miệng này trao mà à chơi bãi cái gia bi này bà cô này đi ta gì yêu đi đánh đi ta chứ nhà người này đi ta chứ cái em mình này muốn mình này này cho nên này đánh đi ta chứ mà thế em tên đẹp chết thua mà mẹ như bây giờ này đi đuổi đuổi mình đã biết một đại chạy thì mỗi lúc ta chạy này khăn mình chạy mà thế em tên đẹp chết thua mà mẹ nên giống một chạy mà sao cháu đi đi sinh đi cháu sao đi đi phải hai sinh này mà đây nhà người mình này đi đuổi đuổi mình đã biết một đại chạy thì mỗi lúc ta chạy này khăn mình chạy mà thế em này nghe chết thua mà mẹ nên giống một chạy mà sau cố định đi sinh nghề cháu sẽ cho định đi phải hai sinh này mà đấy mình đã liên này đi đuổi đó mình đã phải một đại gia thì mỗi lúc ta chạy này khi mà chạy mà đây là tiền đềm phía thua mà mẹ anh này giống một chạy mà sau khi định đi sinh nghề cháu sẽ lấy định đi phải hai sinh này mà đấy nào nia đuổi khi mà chạy này cả đó nếu biết đó sẽ cái này đi ta chỉ áo bay mình đã liên này đi ta chỉ mà quay này đi ta chỉ xem mình này nè, xem mình này rồi mà nhá, bố chị mẹ anh em nghe cho nên này mà đấy, có để mẹ cái đó cả đó, thì cái này nhà con anh ấy xin nộp tiền này, mỗi lần ta tới mẹ về phía bà đấy, cô xin nộp tiền, cha mà chăn ta cho bà xin.